Ngày 24 tháng 4, trao đổi với tuổi trẻ, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Trung, 37 tuổi, quê Vĩnh Long, để điều tra về hành vi giết người. Trung là nghi phạm thừa nhận đã giết người mẹ kế là bà Nguyễn Thị Nguyệt, 59 tuổi, quê Đắk Lắc. Về việc Trung có nhiều biểu hiện tâm lý không bình thường, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đang tiến hành thủ tục giám định tâm thần đối với Trung để tiếp tục làm rõ. Trước đó, vào ngày 14 tháng 4, bà Nguyệt được phát hiện tử vong trong phòng trọ trên đường D9 thuộc phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một. Lúc này, cô con gái riêng của chồng là Chung cũng có mặt trong phòng trọ, trên người có vết máu. Đáng chú ý, Chung từng gọi điện cho cha mình và báo công an cho rằng đã tự giết người mẹ kế. Thường ngày, Chung không sống chung với cha và người mẹ kế mà mới tới chơi được ít ngày thì xảy ra vụ án mạng.